Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 10 tháng 1, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn đối với chợ Túc Duyên. Dự án chợ Túc Duyên tại tổ 6 phường Túc Duyên được cấp chứng nhận đầu tư từ đầu năm 2009. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Triệu Đại Dương, thời gian hoạt động dự án 50 năm. Dự án khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2011. Đến năm 2013, chủ đầu tư đã xây dựng 3 đình chợ. Đang tiến hành xây dựng đình chợ thứ tư thì gặp vướng mắc với một số hộ kinh doanh. Tháng 12 năm 2014, Ủy ban Nhân dân thành phố có thông báo về việc tạm dừng đầu tư để giải quyết khiếu nại tố cáo. Đến nay, dự án vẫn tạm dừng. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung về hồ sơ, hiện trạng các hạng mục đã đầu tư và thi công về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, các hạng mục công trình, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức quản lý hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và các nội dung liên quan. Thời gian kiểm tra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 1. Kết quả sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.